Anh khách này ảnh vào, ha. Vision màu đen, ảnh người Bến Tre luôn, ảnh Vision màu đen. Ảnh thay dòng nhớt Motul Power và dòng láp Motul luôn. Combo này rất là bán chạy, gần như là best seller ở số 27 mình. Thì odo của dòng nhớt này nó sẽ nằm tầm khoảng 2000 km, vì nó là nhớt tổng hợp 100% nha anh em. Tổng hợp 100%, độ nhờn cao hơn. Xe mình đối với dòng Motul thì thường được khách hàng chọn vì lý do đi nó sẽ bốc hơn và giá thành nó cũng khá là dễ chịu, chỉ có 165k ở tháng 6 năm 2023 và Motul lắp là 45k. Rất là dễ thay cho mình, cứ 1 tháng, 2 tháng mình ghé lại mình thay thì con xe mình nó luôn được bảo vệ động cơ tốt nhất, bôi trơn tốt nhất và luôn an tâm về nhớt chính hãng, để anh em có thể thay con xe của mình không sợ nhớt giả. Vì nếu mà odo, ví dụ cứ làm đi anh, ví dụ như odo của Motul Power này là 2000 km thay một lần, nhưng mà nếu lỡ anh em mua ở những shop, những cửa hàng không chính hãng, không có độ uy tín rõ ràng, không có giá thành rõ ràng và có nhiều dòng nhớt để anh em lựa chọn, thì có thể sẽ dính nhớt giả, thì thương hiệu nó nhái, độ nhờn không có, chất lượng nhớt không có, nó không bảo vệ động cơ tốt, thì anh em cứ canh 2000 anh em thay lại một lần thì chắc chắn nhớt trong xe của mình nó đã không còn độ nhờn đủ ở mấy trăm cây đầu rồi. Khi đó thì cái máy mình sẽ rất là nhanh xuống cấp, bào mòn nhanh hơn và nhanh hư xe hơn, đúng không? Rõ ràng là Ambition hoặc là tất cả cái dòng xe có dung tích nhớt là 0.8, bên mình đều có rất nhiều loại nhớt, chẳng hạn như Motul, Shell, Liqui, Repsol, đầy đủ các mã và các công năng của nhớt, chẳng hạn như nhớt này bốc, nhớt kia im, nhớt kia mát, thì bên mình sẽ có nhân viên bán hàng để tư vấn cho anh em, tư vấn rõ ràng. Ví dụ anh em thích đi bốc thì có nhớt bốc, anh em thích đi êm có nhớt êm, để anh em dễ dàng lựa chọn theo cảm giác đi đường của mình để mà cảm nhận những dòng nhớt. Còn đối với không gian thì anh em dễ dàng thấy được, rất là rộng lớn ở tất cả các shop nha, và có nhiều vị trí, có nhiều nhân viên kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm để anh em có thể áp dụng tất cả những sản phẩm mua gắn lên xe, hoặc là bảo dưỡng, hoặc là thay nhớt. Còn thay nhớt không thì luôn luôn sử dụng những dụng cụ nè, những đồ nghề chuyên dụng ha, để tránh tình trạng chày ốc, chày những con tán, chày những cái linh kiện zin trên xe của anh em. Còn cách thay nhớt thì luôn luôn chuẩn, sạch, kỹ xe cho khách. Thì anh em cũng thấy được là thợ mình đang bắt đầu xả nhớt bằng ốc nha, xả ớt bằng nhóc, ốc dưới lốc máy để cho nhớt nó chảy hết, không hút. Tại vì hút thì chắc chắn nó không sạch ha, còn dư lại mà mình đổ nhớt mới vào thì dung tích nhớt nó dư, như vậy nó hại xe nhiều hơn là lợi. Tất cả những ốc và các vị trí đều được kỹ thuật của mình lau sạch sẽ lại để gắn vào trở lại những vị trí cũ trên xe, tránh tình trạng mà nó dơ, nó còn cát, nó làm cho xe chúng ta nó hở những chỗ xả nhớt, những chỗ châm nhớt, như vậy sẽ bảo vệ con xe mình một cách an toàn nhất, tránh tình trạng xì sọt nhớt ra dơ xe rồi còn lại không lỡ chảy nhớt thì không đủ dung tích nữa. Tiếp đến thì kỹ thuật mình sẽ lót dẻ để mở những nắp nhựa này ha, nếu như anh em không lót dẻ thì nắp nhựa này nhiều lần thay nhớt, cứ một tháng hay là nửa tháng anh em thay nhớt mà vặn bằng kìm không lót thì nó sẽ trầy, nó xấu, nó làm cho xe mình mất thẩm mỹ đi, chưa tính là xe anh em đi điều khiển nữa còn phải lót và vệ sinh lại những dụng cụ như quặn nè đó, để đổ nhớt vào sạch sẽ hơn. Đây là thợ mình bắt đầu tháo nhớt, có siêu mát rõ ràng rồi, bước đi anh. Ngoài những việc kỹ xe nè, kỹ xe cho khách, bảo vệ đồ xe cho khách, thì những cái nhớt chính hãng luôn luôn có trên kệ nhớt shop hai bánh, anh em thấy kệ khá là lớn ha. Còn cách chế nhớt rõ ràng ai cũng chế được, nhưng mà chế như thế nào, thường xuyên bên mình chế 100%, kỹ thuật sẽ chế sạch nhớt trong bình, không để lại dư, và chút ngược cái chai xuống. Còn ví dụ như xe này dung tích của nó, đây mình mở dung tích cho anh em xem, 0.7 anh em ha. Một số xe thì dung tích trên xe là 0.7, cho nên là chai dư. Rồi giờ dư làm cái gì, dư đem cất, bên mình kỹ thuật sẽ bỏ bọc và mang về, máng lên xe anh em đem về. Nếu như gom lại đủ dung tích 0.7 thì cứ đem đến tất cả hệ thống số bánh. Thí dụ anh em hôm nay thay nhớt bên 309 vườn lại, nhưng hôm sau anh em về 845 Trịnh Xuân Soạn, bữa nay hôm nay Thân Phú, hôm sau quận 7, thì anh em có thể ghé lại quận 7 cầm chai nhớt dư mà anh em đã gom đủ, nhờ kỹ thuật của mình thay, dĩ nhiên là công miễn phí nha, công miễn phí. Còn đối với các dòng nhớt láp ha, các dòng nhớt láp gọi là nhớt cầu á, thì anh em nên thay lại ở odo tầm khoảng 4-5 ngàn. Có nghĩa là nếu anh em đang đi nhớt máy Motul thì anh em đi nhớt láp không cần biết là dòng gì,
thì khoảng hai lần như hai nhấc máy thì anh em nên thay lại nhớ lắp một lần để độ nhờn nó đủ, bôi trơn những cái răng lắp trong này, tránh tình trạng kêu gào xào chạy rất là khó chịu hoặc là hú lắp nặng nữa ha. Đây anh em thấy nó còn trong nha, nhớt lắp thì nó không đen hoặc không phải cà phê sữa. Nếu mà nó chuyển qua đen, chuyển qua cà phê sữa thì anh em cần xử lý lại. Không riêng gì nhớt máy thì nhớt lắp, kỹ thuật mình cũng sẽ lao lại những con ốc này, những con ốc châm xả ha, những ốc châm xả. Và nếu như những lông đền, đây có lông đền anh em, đó, những lông đền nhôm này, không riêng gì nhớt máy mà xả con ốc ra mà lông đền hư, nhớt lắp xả ốc ra mà lông đền hư, thì bên mình luôn có lông đền để hỗ trợ anh em thay lại những lông đền đó ha, luôn có. Nếu mà lông đền mình hư nó bị dẹt á, lâu ngày mình siết vô, mình siết vô nó ép cái lông đền này bị dẹt lại, thì như vậy khi mình siết lại lần mà nó đang hư mà siết lại á, nó sẽ xì, nó không có bảo vệ sạch sẽ và an toàn đủ dung tích nhớt cho mình. Anh em thay nhớt sẽ được nhân viên kỹ thuật bên mình hỗ trợ chết lại ô đô, chết lại ô đô xe ha. Chẳng hạn như xe này đang là 9.000 km thì kỹ thuật bên mình sẽ chết lại và hỏi ý anh em là có cần phải lưu ghi lại những cái hành trình thay nhớt hay không, và hành trình thay nhớt ví dụ như anh em thay nhớt gì và ô đô hiện thời là bao nhiêu và ô đô tiếp theo anh em nên thay bao nhiêu, để nhắc nhở mình khi mở cốp ra đổ xăng thì thấy ngay những cái tem này để mà nhắc nhở anh em đến kỳ thay nhớt, để con xe mình nó luôn được thay những dòng nhớt mới, dòng nhớt chính hãng, cho con xe mình nó bền hơn, đi xa tốt hơn, đi gần mượt hơn, đúng không? Thì ngoài việc anh em đã có sự tin tưởng và có nhiều nơi, nhiều cửa hàng để anh em ghé lại và thay nhớt của hệ thống số 2 bánh bên mình ha, khắp thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương, thì anh em dễ dàng, không phải là dễ dàng mà anh em luôn được hỗ trợ bơm lại bánh cho cái vỏ xe mình đúng áp suất bánh trước 2,2 kg, bánh sau 2,5 kg. Và nếu như mà mình đi lâu quá thì mình cũng làm nhiều clip về tăng thắng nè, tăng sơn, mà lỡ xe mình ở nhà không có dụng cụ hoặc là mình không biết cách làm như thế nào thì thợ bên mình luôn hỗ trợ làm lại tăng thắng, tăng sơn, tăng con đối với các dòng xe con. Còn mặt kính, mặt đồng hồ thì chắc chắn sẽ được sạch sẽ sau khi anh em làm tất cả dịch vụ và sản phẩm của số 2 bánh mình. Đây anh em thấy dơ nè, mờ tịt ha, dính phấn nè, chút xíu nữa thợ mình sẽ lao lại luôn cho nó sạch. Ok, sạch bóng luôn em. Rồi thì hoàn thành công đoạn thay nhớt cho anh khách ghé lại nhấc máy nhấc láp và được hỗ trợ ghi nhớ cái ô đô thay nhớt và được 4 bước chăm sóc xe miễn phí, tăng thắng, tăng sơn. À, xe này không có sơn, tăng thắng, là kính đồng hồ, bơm bánh để con xe mình nó bền nhất, vỏ bền nhất, đi an toàn nhất. Rồi thì đối với tất cả dòng nhớt, từ xe nhỏ, xe số, xe ga, phân khối lớn, anh em đều có thể dễ dàng lựa chọn trên kệ nhớt hoặc là có thể tham khảo trên website shop2banh.vn để tìm dòng nhớt phù hợp với nhu cầu của mình, hoặc là dễ nhất anh em ghé trực tiếp tất cả các hệ thống số 2 bánh ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương để mà lựa những dòng nhớt phù hợp với mình, được nhân viên bên mình tư vấn những dòng nhớt theo nhu cầu sử dụng. Chắc chắn 100% rằng nhớt chính hãng bên mình luôn được nhập hàng tuần, các loại nhớt mà được rất là nhiều anh em tin dùng và được phân phối chính hãng ở trên thị trường Việt Nam. Bây giờ cảm ơn em xin clip, xin chào và hẹn gặp lại anh em, bye bye.